Em xin kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em Trung Đồ Lính nhé. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để tiện theo dõi những video mới nhất và những sản phẩm mới nhất của em lên cho mọi người xem. Ai yêu thích sản phẩm nào hay yêu thích sản phẩm nào thì gọi điện thoại đến số của em 0378 050 027 để em có thể tư vấn được trực tiếp hơn cho mọi người nhé. Hôm nay em sẽ lên cho mọi người hai chiếc áo M65, một chiếc M65 sa mạc và một chiếc M65 ACU nhé. Đầu tiên em sẽ lên cho mọi người một chiếc áo M65 sa mạc. Cái size này size cực hiếm nhá. Cái size này size X small short, tức là dành cho người từ 60 cân trở xuống, 50 đến 60 cân và cao từ 1m60 đến 1m65 thôi nhá. 1m65 quay đầu nhá, chứ không được cao hơn. Cái này dành cho người thấp thấp và cân nặng dưới 60kg nhá. Chứ còn nếu mà trên 60kg mặc sẽ bị bó như em. Em mặc là sẽ bị bó, không thế này là không vừa rồi. Thế này mặc không được thoải mái. Khoác thì được chứ kéo khóa vào là không được. Còn dưới 60 cân là mặc rất là đẹp và cao từ 1m65 quay đầu nhá. Không đến 1m65 mặc sẽ đẹp vì nó là X small short. Vai của nó có 47. Vai 47 và dài có 71 ạ. Vai 47 dài 71. Rất là đẹp nhá. Rất là đẹp, độ mớ của nó tầm 97%. Không lỗi lầm, không lủng rách nhé. Không có lỗi lầm gì, không lủng rách nhé. Còn rất là đẹp à, tem của nó còn rất là rõ ràng. Sản xuất năm 1999 nhé. Size X small short, chuẩn cấp phát cho quân đội Mỹ. Hàng siêu đẹp, size siêu hiếm luôn. Rất là đẹp nhé, mũ đầy đủ. Mũ còn đầy đủ cho mọi người. Dây rút trên dưới còn đầy đủ nhé. Dây rút trên, dây rút dưới còn thun nhá, rất là thun, rất dễ chịu, rất là đẹp. Khóa thì rất là khóa còn rất là đẹp nhá. Đầu vào khóa thì vẫn rất ok, chưa bị tưa. Nhưng cái dòng khóa này thì nó ít khi bị hỏng cái này lắm ạ. Ít khi bị hỏng cái đầu vào khóa này vì nó là bằng nhựa. Độ mới rất cao, không dơ bẩn, không đủng rách. Rất đẹp. Size hiếm. Cái này thật sự kiếm rất là khó cái size này. Small short thì đã là hiếm rồi, nhưng mà cái size X small short này thì nó còn hiếm hơn, bởi vì nó là size nhỏ nhất. Cái size này size nhỏ nhất của cái dòng M65 này rồi. Dành cho các anh từ 50 đến 60 kg. 50-60kg và cao từ 1m65 quay đầu. Cái chiếc áo này em bán giá là 1.800.000 nhé. 1.800.000. Còn bác nào muốn mua thêm tem để ấy vào áo thì... Số anh là 027 đúng không nhỉ? Đúng rồi. Ok. Cảm ơn. Còn bác nào mà muốn mua thêm tem, hai tem ngực và tem cờ may áo thì cứ bảo em sẽ bán thêm cho mọi người. Em có tem sa mạc nhé. Đó, 50.000 một tem. Bác nào muốn mua thêm thì cứ báo em. Còn hiện tại chiếc áo này thì chưa có tem nào. Còn giá là 1.800.000 nhé. 1.800.000. Bác nào cần thì liên hệ với em 0378 050 027. Size siêu đẹp nhé. Và em cũng lên cho mọi người một chiếc áo này. Chiếc áo M65 ACU này nhé. Cũng là hàng chuẩn của quân đội Mỹ luôn. Rất là đẹp. Cái size này cũng là size hiếm. Size hiếm dành cho người to. Cái này thì các bác cứ phải từ 75 cân trở lên. 75 cân cho đến 85 cân mặc ok. Tem của cái áo này thì nó là đầy đủ luôn. 5 tem nhé. 5 tem dán. 1, 2, 3, 4 và 5. 5 tem. Cái chiếc áo này nó hơi to một chút. Size Nat Reguna. Vai của nó là 55. Dài của nó là 80. Các bác nào từ 1m7 trở lên và nặng từ 75 đến 85kg thì liên hệ với em. Cái mặc chiếc áo này là ok. Mũ đầy đủ nhé. Độ mới cái này thì nó là 99%. Như chưa sử dụng luôn. Dây rút dưới ok. Dây rút trên vẫn còn. Đó, đầy đủ phụ kiện cho mọi người. Không bị gọi là lủng rách hay lỗi lầm hay dây bẩn gì đâu. Mọi người yên tâm. Cái áo này độ mới của nó là 99% nhá, như chưa sử dụng. Chiếc áo này nó hơi to một chút nên em sẽ bán giá gọi là hữu nghị cho mọi người.
Chứ còn nếu mà size nhỏ thì có nó tương đương với cả áo sa mạc luôn. Nhưng mà size to thì sẽ bán gọi là giá hữu nghị nhất cho mọi người. Đủ tem nhé. Áo này đang rất nhiều tem. Đủ tem, độ mới cao, không lỗi lầm. Đẹp xuất sắc. Cái áo này em xem nó sản xuất năm bao nhiêu. Các bác cứ tầm từ 75 đến 85kg này mặc ok. Cái này sản xuất 2008. 75kg đến 85kg, cao từ 1m7 trở lên nhé. Rồi, chiếc áo này em bán cho mọi người là 1.100.000. 1.100.000 cho chiếc áo M65 ACU rồi nhé. Sana Reguna. Độ mới của nó em đảm bảo cho mọi người là cực cao. Cả chiếc áo M65 sa mạc này nữa, các bác đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nên các bác không phải lo. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Giá em bán chiếc áo M65 ACU này là 1.100.000 nhé. Rồi, bác nào cần thì liên hệ với em qua số điện thoại 0378 050 027. Em xin chào và hẹn mọi người video tiếp theo nhé.